Hello anh em, chúng ta lại quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay thì Tokyo Camera sẽ không review máy quay hay là flycam nữa, mà chúng ta sẽ đổi qua một bộ môn mới, đấy chính là loa anh em nhé. Thì hôm nay trên bàn của mình đây có một con Harman Kardon Onyx Studio 7. Mình thì mình không phải là một chuyên gia, mình nhấn mạnh lại với anh em là mình không phải là một chuyên gia về âm thanh, mình không thể đánh giá được thật là chi tiết về cái chất âm cũng như là về cái trải nghiệm âm thanh của mình. Nhưng mà sau khoảng độ gần một tuần mình trải nghiệm chiếc Onyx Studio 7 cái này, và mình cũng là một trong những người khá là may mắn khi mà được trải nghiệm qua khá là nhiều các đời Onyx Studio, từ đời 1 cho tới đời 5, đời 6, và bây giờ đây thì là đời 7. Đây, hiện tại trên bàn mình đây cũng đang có một con Onyx Studio 6 mà mình để decor trên bàn cũng như là để nghe hàng ngày. Thì với con Studio 7 này, sau một tuần mình trải nghiệm, mình cũng rút ra được một số các cái đánh giá của cá nhân mình cũng như là một cái so sánh nho nhỏ giữa các đời. Và trong cái video này thì mình sẽ chia ra thành những cái phần nhỏ. Phần đầu tiên thì mình sẽ đi đánh giá qua về cái thiết kế của em nó cũng như là về cái trải nghiệm với cái thiết kế này. Phần thứ hai thì mình sẽ nêu ra một chút quan điểm cá nhân của mình về cái chất âm của con Onyx Studio 7 này. Và cuối cùng, phần cuối cùng thì sẽ là về những cái ưu và những cái nhược điểm của cái em loa này, để xem là trong tầm giá gần 6 triệu đồng chúng ta có nên lựa chọn chiếc loa này không anh em nhá. Và chiếc loa này sẽ phù hợp với ai? Hãy cùng Tokyo Camera đi tìm hiểu trong video này. Bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên nói về cái thiết kế của em loa này thì anh em có thể thấy đây, một cái thiết kế trông nó khá là mới. Một cái thiết kế này thì không phải là mới mà là dùng lại thiết kế cũ, giống như kiểu là iPhone ấy, thì khoảng vài đời sau người ta sẽ quay trở lại, người ta dùng lại cái thiết kế cũ đúng không nào. Thì với Harman Kardon mình cảm thấy rằng là bây giờ đây họ cũng đang sử dụng một cái cách làm như thế. Đây chính là với cái thiết kế của em Onyx Studio ở này, nó có một cái thiết kế nó gần như là một cái form loa, nó giống y hệt với cả phiên bản Onyx Studio đời 1 cho tới đời 4. Nó đều có một cái loa dẹt dẹt và tròn tròn, trông nó khá là bầu bĩnh như thế này. Và bây giờ đây thì thay vì là hai cái chân nho nhỏ phía đằng sau để chống cái loa dựng lên, thì họ làm cho chúng ta một cái vòng tròn chạy xung quanh. Một con loa tuy là không mang lại một cái sự cải tiến quá lớn về thiết kế, tuy nhiên thì với cái sự thông minh và vận dụng những cái thiết kế của Harman Kardon thì bây giờ đây nó cho mình một con loa phải nói là khá đẹp, và trông nó có một cái vẻ gì đấy nó rất là sang chảnh và rất là chắc chắn anh em nhé. Với cái vòng tròn kim loại chạy xung quanh, nó rất là cứng và nó rất là chắc chắn. Phía dưới gầm này sẽ là cái phần đế của cái chiếc loa này, thì anh em có thể thấy rằng là nó sẽ có ba cái chân tiếp xúc đây, cái một cái mặt phẳng ở phía bên dưới chân của kim loại cũng như là một cái phía dưới chân của chiếc loa được đệm cao su để cho chúng ta để xuống mặt bàn hay để xuống dưới mặt phẳng, nó tránh bị xước cái phần vải của chiếc loa này. Và anh em nhớ là hãy nâng niu chiếc loa này nó cẩn thận một chút đấy nhá, hạn chế xách đi xách lại. Cái quai xách này nó làm ra có lẽ là nó chỉ để cho chúng ta phù hợp để có thể xách đi xách lại, đi vòng quanh trong nhà hay là xách lên ô tô và để trên xe mà thôi. Mà thật ra ấy, thì mình thấy là để mà tối ưu nhất về chất âm của nó, chúng ta chỉ nên để ở trong nhà và để ở trên một cái mặt phẳng thôi anh em nhá. Ok, đó là sơ qua một chút về thiết kế của em loa này. Phía cạnh sau của loa thì ở phía bên dưới này anh em sẽ có đầy đủ ba jack giống như là các phiên bản đời trước mà thôi. Jack AUX này, Power và Service. Rồi, đó là phía đằng sau. Đằng trước thì anh em sẽ có logo Harman Kardon được in ở phía đằng trước này, với một cái khung nó rất là quen thuộc so với cả phiên bản đời trước đúng không nào. Và ở phía cạnh trên của loa anh em sẽ có 5 cái nút bấm ở phía bên trên này. Bluetooth này, tăng giảm âm lượng, nút nguồn và nút tạm dừng nhạc em nhé. Đó, chỉ thế mà thôi. Đó là tổng quan về cái thiết kế của em loa này. Thì một lần nữa mình nhấn mạnh với em là cái thiết kế này là một cái thiết kế nó rất là đẹp. Ngay bây giờ đây thì hãy cùng mình đi qua trải nghiệm qua về cái chất âm của chiếc loa này. Thì mình xin nói với anh một chút như thế này, để mà thu lại bằng micro của mình, sau đó thì phát lên loa của anh em, thì chắc chắn là cái chất âm của nó sẽ có rất rất là nhiều các cái sự thay đổi. Chính vì thế mà nó sẽ không được chính xác cho lắm, và mình sẽ chỉ mở coi như là tượng trưng thôi anh em nhé. Đầu tiên thì với cái âm bass là cái âm mà đặc trưng của cái dòng Harman Kardon, họ mang cho chúng ta một cái âm nó rất là lực, cái âm bass nó rất là lực. Và khi mà chúng ta nghe ở trên chiếc loa này, chúng ta để ở trên một cái mặt phẳng, một cái mặt bàn nó thực sự là chắc, hay là chúng ta để dưới nền, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sẽ nên để chọn một cái mặt bàn nó thật là dày và chắc, thì khi mà chúng ta để chiếc loa này lên, nó có một cái vị trí tựa vào nó vững chắc, và cái âm bass của nó đập nghe nó rất là đầm, nó rất là chắc. Thậm chí mà khi mà chúng ta ngồi gần chiếc loa này, nó có thể đi thẳng vào lồng ngực của mình, và nó làm cho mình cảm giác nó
rất là sung anh em ạ. Và cái giải âm bass là cái giải âm mà Harman Kardon làm rất là tốt, kể cả trên phiên bản Studio 5 hay Studio 6 anh em nhé. Và ngoài ra nữa thì cái em loa này nó còn được trang bị thêm là hai loa tweeter 25mm. Đấy, thì nó sẽ cải thiện hơn về cái chất âm của em nó khi mà chúng ta nghe những cái bản nhạc mà nó không phải thiên về quá là nhiều bass, đúng không nào? Còn để mà chúng ta có thể trải nghiệm được cái chất âm nó rõ ràng nhất ấy, thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta nên tới tận nơi để có thể trải nghiệm cái chiếc loa này, cũng như là lúc này chúng ta mới có thể nghe ra được cái loại nhạc mà chúng ta muốn nghe, đúng nào? Ví dụ là anh em sử dụng để anh em nghe những bài nhạc quẩy, những bài nhạc EDM thì cái chiếc loa này có thể nó khá là phù hợp. Nhưng mà anh em muốn nghe những cái bản nhạc giao hưởng hay là anh em muốn nghe nhạc vàng, bolero cái thứ ấy thì với những cái chiếc loa nó thiên về bass, thiên về các cái âm bass nhiều như thế này ấy, mình thấy rằng là nó lại không thực sự là phù hợp cho chúng ta cho lắm, bởi vì là nó sẽ thực sự là nó làm tối ưu hơn cho vocal nữ mà thôi. Còn với vocal nam ấy thì những cái giọng nam trầm ấy nó lại thiên về cái giải âm bass khá là nhiều, chính vì thế mà nó không được tách biệt ra rõ ràng cho lắm ấy. Đó. Ok. Đó là một chút cái cảm nhận của cá nhân mình về chất âm của chiếc Harman Kardon Onyx Studio 7. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi qua một chút về các cái ưu, các cái nhược điểm của nó. Đầu tiên thì về cái ưu điểm trước đi, anh em nhỉ. Về ưu điểm, đầu tiên phải nói đến thì chính là một cái thiết kế nó khá là đẹp mắt, một cái cải tiến về thiết kế. Một cái chiếc loa rất là đẹp. Thì với chiếc loa này, mình sẽ có một cái thiết bị để có thể đề co trong phòng. Là cái thứ nhất, thứ hai là về cái chất âm của nó rất là ổn cho chúng ta để mà nghe những bản nhạc quẩy. Sau mỗi ngày làm việc căng thẳng của chúng ta nghe những cái bài nhạc mà nó kéo lại cái cảm xúc của chúng ta trong ngày, thì cái em loa này nó làm rất là tốt anh em ạ. Cái ưu điểm tiếp theo nữa đấy chính là về cái thiết kế của em, nó khá là chắc chắn. Về cái build của em này thì mình thấy rằng là nó vẫn rất là cứng cáp và rất là chắc chắn, cho nên là mình không có một cái cảm giác gì ọp ẹp. Mặc dù là trong cái thiết kế này thì nó hơi mong manh đấy, nhưng mà về cái cảm giác của mình khi mà cầm trên tay cũng như là cái trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng là cái em loa này nó mang lại một cái cảm giác rất là cứng cáp và chắc chắn anh em nhé. Tiếp theo nữa đấy chính là cái thời lượng sử dụng pin lên tới là 8 tiếng đồng hồ. Khi mà chúng ta mở ở một cái mức âm lượng vừa phải khoảng 30-40% ấy, thì mình nghĩ là nó có thể trụ được lên tới khoảng độ 5-6 tiếng. Còn tới 8 tiếng thì mình nghĩ là khá là bé anh em ạ. Cái ưu điểm cuối cùng mà mình cảm thấy rằng là chiếc Onyx Studio 7 này mang lại cho mình cũng là một cái ưu điểm mà nhiều anh em quan tâm nhất, đấy chính là về cái chất lượng âm thanh. Về cái giải âm trầm, âm bass thì những anh em nào mà cần một chiếc loa tái tạo lại cho chúng ta nhiều cái âm bass, âm trầm nhiều, nghe những cái bản nhạc kiểu bass đập rất là căng ấy, thì em loa này có thể làm được rất là tốt anh em nhá, trong tầm giá khoảng 6 triệu đồng. Ok, tiếp theo thì hãy cùng mình đi qua một chút về những cái nhược điểm của em nó. Cái nhược điểm đầu tiên mà rất là nhiều anh em phàn nàn đấy chính là em nó chỉ được sử dụng Bluetooth 4.2 mà thôi. Thì với Bluetooth 4.2 mình thấy rằng là trên Onyx Studio 7 hay là Studio 6, Studio 5 họ vẫn làm cho chúng ta rất là tốt. Mặc dù là bây giờ đây thì Bluetooth đã ra đến khá là nhiều phiên bản và được trang bị trên khá là nhiều các con loa mới rồi. Điển hình như là Bluetooth 5.0, 5.1, 5.2 đúng không nào? Nhưng mà trên phiên bản này vẫn được sử dụng là 4.2. Với cá nhân mình thấy rằng là Bluetooth 4.2 trong một cái căn phòng khoảng độ 30m² của chúng ta để một thiết bị phát của chúng ta ở quanh trong đó mà thôi, thì em nó vẫn cho chúng ta khả năng phát, khả năng thu sóng rất là tốt. Và nếu như mà anh em đã từng trải nghiệm qua khá là nhiều con loa rồi thì anh em sẽ thấy rằng là Bluetooth ở trên loa ấy, thường họ trang bị chúng ta nó khá là ảo. Mặc dù là 4.2 đấy, nhưng mà mình thấy rằng là Harman Kardon họ vẫn làm cho chúng ta một chiếc loa với hệ thống Bluetooth Connect nó khá là ổn áp, thậm chí là ổn hơn so với cả một số cái thiết bị được trang bị Bluetooth 5.0. Ok. Đó là cái nhược điểm thứ nhất, mình thấy là nó không xứng đáng được coi nhược điểm cho lắm. Cái điểm thứ hai nữa đấy chính là chia buồn với những anh em nào mà đang sử dụng Onyx Studio 6 và muốn sắm thêm con 7 này về để pairing với nhau và chúng ta sẽ có một hệ thống âm thanh stereo, bởi vì là em 7 này sẽ không thể pairing được với chiếc Studio 6. Đây cũng là một cái sự lựa chọn nó hơi sai lầm của mình khi mà mình chưa tìm hiểu kỹ anh em ạ. Với chiếc 7 này thì nó sẽ không thể pairing được với chiếc Studio 6 này. Nó không giống như là đời 6 với đời 5 hay là đời 6 với đời 6 chúng ta có thể dễ dàng pair với nhau, đúng không nào? Còn với 7 này thì nó sẽ chỉ pair được với cả những con cùng đời mà thôi anh em nhé, tức là 7 với 7 mà thôi. Thì khi mà chúng ta connect lại với nhau ấy, chúng ta sẽ có một cái chất lượng âm thanh phải nói là nó quá phê. Nếu mà anh em nào mà có điều kiện, anh em quất hai con Studio 7 này về và anh em trải nghiệm âm thanh của nó thì em sẽ cảm thấy rằng nó đã cỡ nào. Ok, đó là một số các cái ưu và các cái nhược điểm cũng như là những cái trải nghiệm của mình về chiếc Onyx Studio 7 này. Thì clip đến đây có lẽ cũng khá là dài rồi, thì mình xin phép kết thúc clip tại đây anh em nhé. Và hẹn anh em cho clip tiếp theo, mình sẽ đi so sánh chiếc loa này với cả phiên bản Onyx Studio 6 để xem là em nào sẽ xứng đáng lựa chọn hơn, so sánh kể cả về mức giá thành anh em nhé. Ok, còn bây giờ thì hy vọng là anh em sẽ ủng hộ cho chúng mình bằng cách cho chúng mình xin một like, một sub cũng như là hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới của chúng mình anh em nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.